Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 8 tháng 9, giá gà công nghiệp chợ đầu mối vẫn ở mức thấp. Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 không có biến động. Giá gà công nghiệp hôm nay giao dịch ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, Hà Nội vẫn ở mức thấp. Giá vịt thịt tại các tỉnh miền Bắc cao nhất cả nước. Giá gà công nghiệp hôm nay, giá gà trắng chợ đầu mối vẫn ở mức thấp. Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay bán ra tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, Hà Nội vẫn giữ ở mức thấp. Giá gà lông trắng hàng đầu loại đẹp mới được giá trên 23.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp giao dịch ở trại tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ có nơi chỉ bán được dưới 20.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng loại đẹp bán ở các trại tư nhân giao dịch từ 20.000 đồng đến 21.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp bán ở các vùng hậu giang, Long An, Cần Thơ dao động từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu bán ở các trại tại Đồng Nai Tiền Giang trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định bán cho thương lái ở mức trên dưới 75.000 đồng mỗi kg. Loại 1 có trại bán được trên 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta loại 1 làm sạch bán ở các chợ dân sinh ở Hà Nội cao nhất đạt 150.000 đồng mỗi kg trống, gà mái 140.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi bán ở các trại tại Hà Nội, hòa bình từ 53.000 đồng đến 58.000 đồng mỗi kg tùy trại. Giá vịt thịt hôm nay, giá vịt miền Bắc cao nhất cả nước. So sánh giá thị trường vịt thịt ba miền, chúng tôi thấy giá vịt hôm nay tại các tỉnh miền Bắc vẫn ở mức cao nhất cả nước. Theo đó, giá vịt bầu cánh trắng có trại ở Hưng Yên, Bắc Giang bán được che en 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trắng bán ở các vùng phía Nam thấp nhất, có nơi chỉ bán được dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán lẻ ship cho khách từ 50 đến trên 100 con ở các vùng Ninh Bình. Hà Nam đạt 90.000 đồng mỗi con vịt lông. Giá ngan thịt phổ biến ở mức trên dưới 50.000 đồng mỗi kg, giá ngan giả cao nhất bán ở Hưng Yên, Hải Dương đạt 55.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Dư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dư Hoài Sóc Trăng cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch COVID-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng, loại lông trắng, nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư, gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được, trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày. Tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4 kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông Dư nói vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc, ra cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng. Khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4 kg. Mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây. Giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản. Vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm, chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà, vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg, thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm thành phố Sóc Trăng, giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà, vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế.